Quá đã quá dữ anh em ơi. Hôm nay tiễn được hai con ly, ở lên clip cho anh em xem ha. Để đây là một con nano mắt này 12 sò lớn, còn tem, còn hùng xốp luôn. Và một con ly Boston Audio BA 1001 hay là mã tình trạng. Rồi bây giờ mình quay tổng quan các con ly nano mắt cho anh em xem. Hàng này mới, đẹp và còn nguyên tem, còn hùng xốp luôn anh em. Đây. Đó, nguyên hùng nha. Ngày này là hàng dạng như là có dùng một vài lần, cửa hàng trưng bày. Đó. Con này 12 sò lớn lực. 12 sò lớn và có Bluetooth. Nanomax SH8803A. 8803A. Có Bluetooth mặt tiền, đồ sộ cực gấu, cực lạ. Nè, làm rất là ngầu nghe anh em. Volume trái nè, volume phải riêng biệt. Lớn nhỏ hai kênh riêng. Và ở đây có hai nút chỉnh bass và chép riêng cho hai kênh luôn. Hai kênh riêng biệt nè anh em. Cái vỉ echo thì nằm ở đây. Còn cái vỉ music nhạc nằm ở đây. Còn hai mic 1 và mic 2 thì chúng ta cắm mic 1 thì chúng ta chỉnh bên đây. Còn cắm mic 2 thì mình chỉnh bên đây. Thiết kế rất là đẹp nha. Công tắc nguồn nè. Hình thức máy là kẹp kính con nguyên siêu nguyên tem. Tem đây. Đây. Đó anh em thấy tem ha. Con này sản xuất năm 2021. Nguyên tem. Hàng này dạng trưng bày dùng tốt luôn nha anh em. Nguyên siêu nguyên tem dùng tốt luôn. Ở hàng còn tem thì mình không có tháo ra. Thì cấu hình là mình báo cho anh em 12 sò Toshiba lớn, ở đằng sau có quạt tản nhiệt luôn. Thông tin địa chỉ có ghi luôn nè. Ở hàng Nanomax là do công ty điện tử Sơn Tùng của Việt Nam, do ở thành phố Hồ Chí Minh lắp đặt nha anh em. Công suất ở đây ghi là 800W đến 1020W, ghê không? 12 Toshiba chạm lo ở đây, dây điện đồ còn đẹp luôn nè. Rồi cắm vô test cho anh em nghe thử, anh em xem thấy hít và thấy giá phù hợp thì mình liên hệ shop để đặt hàng nghe anh em. Rồi bây giờ mình lên nguồn test cho mọi người nghe chắc âm con Nanomax hàng lên nguồn. Yên tem hát tốt nha anh em, có Bluetooth. Rồi mình test Bluetooth trước đi. Nhắn vào nè, ở đây nè, nhắn vô cái đèn này xanh này sáng lên. Rồi mình mở điện thoại Bluetooth lên nha. Rồi mình sẽ vô Bluetooth. Đây, Nanomax 07E6 này đã kết nối rồi. Rồi mình sẽ vào nhạc để mở lên cho anh em nha. Có Bluetooth luôn anh em, thoải mái sử dụng, không cần cắm dây luôn nha. Giờ qua quảng cáo cái mình sẽ dặn lên. Đây, đó, nhạc khác rồi nè. Rồi mình sẽ dặn ra vol nhạc nè anh em, mở vol bo nhạc ha. Rất mạnh anh em, con này 12 sò lớn lực. Đánh hai kênh riêng nè. Quá dữ chưa? Đó, muốn đánh kênh nào à. Thấy không? Hai kênh riêng nè. Còn cái ga nhạc thì mình chỉnh đây, bass trung chép. Và ở đây có một cái con nút chỉnh sub, out sub ở đằng sau nữa. Nhưng mà cái này không có dùng. Quá đã quá dữ. Rồi phần Bluetooth ok ha. Rồi tiếp đến mình test phần nhạc bình thường ha. Rồi nhạc bình thường mình cũng đã kết nối dây rồi. Bây giờ tắt Bluetooth nè. Rồi mình sẽ chọn ngõ vào. Ở đây là chọn AB ha. Nè, đó, chọn ngõ vào đó. Cho
nào. Ở phần nhạc hát ngon lành, muốn xài Bluetooth thì xài, xài cái kia thì xài, xài có dây TV thì xài ha mọi người. Rồi tiếp đến test phần mic vô. Rồi mic vô mình cắm mic 1, dặn ra mic 1 lên. Alo, 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 alo. Cái đèn này nó chớp cũng rất là độc lạ, khi mà mình phát ra tiếng lớn bao nhiêu thì nó chớp đỉnh đầu trước rồi nó mới bung gần. Alo, 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 quá đã quá dữ anh em ơi. Rồi mic số 1 tốt nè. Mic số 2 nha. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Ở bên đây echo ha. Rồi máy chúng ta chạy tốt full chức năng, anh em xem ưng ý liên hệ shop đặt hàng, số lượng có một con duy nhất nha anh em, hàng tiễn còn không shop luôn. Lâu 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 1 2 3 4 5 6 7. Đây mình quay tổng quan hình thức con Boston cho các bạn xem. Con này hình thức vỏ ngoài đẹp lan can, máy hoạt động tốt, sò zin Boston Audio BA1001-2 La Mã nha anh em. Đẹp như máy mới vậy đó. Các bạn thấy cái tem này nó chịu đã chưa? Boston, thương hiệu Hàn Quốc. Hàng này là hàng nhập Korea, mã VN đầy đủ. Trạm lo này các bạn à, trạm lo loại này loại dặn tốt luôn ha. Đây có ghi là Made in Korea ở đây. Đây các bạn thấy ha. Chạy hai dòng điện 110 và 220 luôn. Rồi bây giờ mình tháo bên trong cho anh em xem luôn ha. Ngoại hình đẹp lên kia. Con này ai ở nhãn liên hệ mình liền. Có con một và anh em ơi. Mua về chúng ta nghe nhạc karaoke gia đình thoải mái, chắc âm tốt luôn. Đây, mấy cái trạm bông sen, cái dắt mã đồng, nhìn màu vàng rất là đẹp nha mọi người. Em này có công suất aura là hơi mờ ha, công suất aura không phải ghi ta. Đây 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 đây, đúng không phải đường luôn. À, 240W. À, maximum output nè, 240W nha anh em. Rồi, vô phần bên trong cho nóng luôn. Cấu hình 4 sò 2 cánh huyền thoại. Rồi mình sẽ soi từng linh kiện cho anh em xem luôn. Con này sử dụng tân phô vuông khoe hàng xịn đặc trưng của Hàn Quốc, có một đường hàng từ đây qua đây, đây nè anh em. Và trên tân phô có ghi chữ Boston Audio năm 2016. Rồi đến phần sò. Sò đây là sử dụng một bên hai con sò Toshiba 5002 và A1943. Tụ sử dụng tụ 63V 6800 UF. Cái tên hiệu là Epsilon. Máy này bên trong sạch sẽ, linh kiện cũng còn rất là đẹp nha anh em. Dòng xịn giá bình dân, cao cấp luôn rồi đó. Nè hàng nhập rồi nha mọi người. Phần rê
rễ đây. Cái đời này được thiết kế cái bo thứ ba là cái vỉ echo, được ráp cái bo màu xanh, hàng zin là ráp như thế nha anh em, không có thay thế độ chế gì ha. Cái phần rề echo được thiết kế cái bo vỉ là màu xanh, chạm dây dắt là nguyên bản của em nó luôn. Mình coi cái con echo này số gì. IC lớn bự nghe nè. Này là 62 620001. Chip to 620001. Các bạn thấy linh kiện điện trở. Đó, còn rất là mới. Đó. Thì cái vỉ này sử dụng echo IC to 620001, chip xịn Hàn Quốc. Ca tiếng chống hú cao. Và cái đồ echo rất là mượt nha anh em. Đó, con này được lắp ráp và thiết kế cái vỉ như thế. Hàng có sao báo như thế chính xác nha anh em. Vỉ này là zin theo máy, là người ta đã lắp như thế chứ không có lai sửa. Rồi, hình thức máy đẹp, hát tốt, test cho anh em nghe luôn ha. Rồi bây giờ mình lên nguồn và test cái con Boston 1001 hai la mã cho anh em nghe ha. Mở nguồn lên là đèn đỏ và đèn xanh sáng, chờ vài giây đèn đỏ tắt là máy chúng ta ok, không lành ha anh em. Giờ ở đây mình sẽ test nhạc dặn lên ha. Chép mình nghe là nó rõ ràng, bass mềm nè, chép nó tí tách, tiếng rất là sáng. Đó thì tình trạng nhạc ok ha. Tiếp đến mình test phần micro cho anh em nghe. Đó, mic số 1 nha anh em. Rồi tiếp đến mic số 2 nè. Này là đang nhắn vô mono này, mình nhả ra. Ê nhạc, nhắn vô mono ha, nãy là đang hát CT anh em, giờ mình nhắn vào mono là cái tiếng echo nó sẽ ra hai lo cùng lúc, là cùng lúc nó ra hai lo một lượt, còn CT là nó sẽ đảo qua đảo lại ha. Cái con này echo, cái bo này nghe tiếng rất là chuẩn anh em, echo nó mượt luôn ha. Đó, máy chạy tốt, full chức năng, nghe nhạc karaoke ngon lành. Dòng này chúng ta quýnh lo 25, một cặp 25 hoặc là lo 20 gia đình, nghe rất là phê, sử dụng chặt âm tuyệt vời nha nè. Alo,